Tho pa chan ya sim ya nan cha pa na me tha san nang utapa thi aku pa me vimoti ayaman ti ma sha ti na ti ta ni ku na pa vo ti tham vo cha pa kha va a ta ma na pa cha va ki ya pi ku pa kha va to pa si tang a pi nan tung hi ma sa mi cha pa na va ya karana samin panya mane aya samato kontanya savira chang vitamalang dhamma chakum utapati yang kin di samutaya dhammang sapantang nirota dhammang dipawati te japakawata dhamma chake pumma dewa sadhamanusa Visum etam bhagavata paranasiyam isipatane mikataye anuttaram dhammacakkam pavatitam apativatiyam samanena va brahmanena va dhirvena va marena va brahmuna va kena jiva loka sami Umanam Evanam Satan Sutavacha Tumarajika Deva Satamanuvasa Vesum Chatumarajika Nam Evanam Satan Sutavata Vatim Sadeva Satamanosa Vesum Tavatim Sanam Devanam Satam Sutavaya Madeva Satamanosa Vesum Yamanam Devanam Satam Sutavatusita Deva Satamanosa Vesum Tusitanam Devanam Satam Sutavadimmanarati Deva Satamanosa Vesum Nimmanarati Nam Devanam Satam Sutavaparanimitavasavati Deva Satamanosa Vesum Paranimitavasavati Nam Devanam Satam Sutava Brahmakayika Deva Satamanosa Vesum Ketam Bhagavata Paranasiyam Isipatane Mikathaye Anuttaram Dhammacakkam Pavatitam Apativatiyam Samanena Va Brahmanena Va Devena Va Marena Va Brahmuna Va Kena Jiva Loka Samine Itihatena Kanena Tena Muhurtena Yava Brahma Loka Sato Apukha Chi Ayantata Sasahasi Loka Tatu Sankampi Sampakampi Sampavedi Apamano Cha Olaro Opaso Loke Paturaho Si ati kamme vate vanam devanu pavan atako pakhava utanam utane si anja siwata po konanjo anja siwata po konanjo iti hitam aya samato konanja sa anja konanjo Devanam Aho Siddhi.
Namo Buddhaya. Đây là chương trình Phật pháp Buddha Thamma trên Bao Thóp mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối, giờ Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng. Giờ New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, giờ Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng. Và con đọc cái giờ qua đích này hình như không đúng, nhưng mà ở trong cái bài điều hành của con như vậy nên con xin đọc theo như vậy ạ. Bà đích từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng, con Nhật Huỳnh thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ hai ngày 26 tháng 10 năm 2020, Phật lịch 2564, đề tài hôm nay, giáo trình Phạn ngữ Pali, bài 12 Kinh Văn, lời nói của Đức Như Lai, học Phạn ngữ động từ, thì hiện tại sẽ được Ngài Tệ Siêu giảng giải. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh, từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái Tam Bảo, và con kính dâng mít đến sư. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điệu ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại tại đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Chào sa thú, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Bài học hôm nay giáo trình Phạn ngữ Pali do tỳ kheo Giác Đẳng biên soạn, bài 12 Kinh Văn, lời nói của Đức Như Lai, học Phạn ngữ động từ thì hiện tại sẽ được Ngài Tệ Siêu giảng giải. Con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Tệ Siêu từ bi giảng giải bài học ngày hôm nay. Dạ, Ngài nghe được âm thanh con, Ngài cho con xin một tín hiệu, con kính dâng mít đến Ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Mai mốt chúng tôi biết rồi. Khi vào rung rung phải hỏi quý vị trước, bởi vì có đôi khi chúng tôi đưa tay mà chúng tôi quên cầm mic, cho nên phải hỏi trước có nghe rõ hay không. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Kính chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học giáo trình Pali, cũng gồm có hai phần.
Cái phần đầu là bài đọc. Và cái phần thứ hai là cái phần văn phạm. Như tuần trước thì chúng tôi có nói là cho người tự học thì họ muốn đọc sao thì đọc, đọc sáng, đọc trưa, đọc chiều cũng được, họ muốn luyện như thế nào thì họ luyện, và họ tự nghiên cứu văn phạm. Do đó nếu mà đem ra để trình bày để dạy ở đây thì quý vị không theo dõi kịp, cái thời lượng của chúng ta chỉ ít thôi. Cho nên chúng tôi chịu khó biên soạn từng chút từng chút từng chút, và chúng tôi sẽ ghi nhớ, chúng tôi sẽ lưu lại ở trong một cái, chúng tôi sẽ nốt lại ở trong một cái quyển tập nháp để cho bài học liên tục. Và sau khi giảng giải xong về lý thuyết thì chúng ta sẽ có cái phần thực hành. Cái phần thực hành thì chúng tôi có đưa ra những câu bài tập, và những câu bài tập đó văn phạm và từ vựng thì nó nằm ở trong cái phần văn phạm mà chúng ta mới vừa học. Cho nên khi mà đưa lên một cái câu một thì các Phật tử chúng ta dựa vào cái phần lý thuyết văn phạm mà chúng ta vừa học đó để chúng ta tập dịch ra tiếng Việt. Trong cái những buổi đầu tiên này là chúng tôi muốn cho quý vị tập dịch ra tiếng Việt. Quý vị chưa có phải nhọc để xếp đặt văn phạm, dịch Việt từ Việt ra Bali. Nhưng mà chúng ta cũng phải nhớ rằng là nếu mà chúng ta muốn luyện văn phạm đó, luyện văn phạm Bali là quý vị phải từ tiếng Việt mà chúng ta dịch ra Bali. Lúc đó chúng tôi sẽ kiểm tra, thí dụ như trong câu nói Đức Phật thuyết pháp thì quý vị biết rõ cái từ Buddha là Đức Phật, Dhamma là giáo pháp, Phasati là thuyết hay nói,
Thì theo Pali thì ba đơn vị cú pháp này, trong câu đó chữ Đức Phật là chủ ngữ, và do vậy cái chữ Buddha phải chia theo chủ cách. Cái chữ trong cái câu đó Đức Phật thuyết pháp thì chữ pháp đó ở trong tiếng Pali đó thưa quý vị, túc từ thường được đặt ở phía trước động từ chứ không phải đặt phía sau động từ. Ở trong tiếng Việt của chúng ta thì chữ thuyết đặt ở phía trước cái chữ pháp, nhưng mà ở đây thì cái chữ thâm má sẽ đặt ở phía trước chữ pháp sa ký và vật. Rồi chúng ta thấy cái chữ thâm má là giáo pháp, và trong câu này thâm má phải chia theo đối cách, thì chúng ta đối chia là thâm ăn. Và chữ phút thu, chữ phút thu cái danh từ này, danh từ chỉ sự vật hay nhân vật, tất cả những danh từ sự vật hay nhân vật đều được xếp vào cái ngôi thứ ba cả, tức là người được nói đến. Thì chúng ta sẽ sắp đặt thành chữ Putho Tham Mang Pha Sa Tí, dịch là Đức Phật thuyết pháp. Thì khi mà quý vị làm quen như vậy đó, thì dần dà có những cái câu dài với những cái tự loại cú pháp, tự loại văn phạm chúng ta sẽ học thêm. Thì quý vị sẽ rành về văn phạm. Còn bây giờ trước tiên đó thì chúng ta sẽ học, chúng ta sẽ làm bài tập với cái câu tiếng Việt, câu tiếng Bali, y cứ vào đó mà chúng ta dịch ra tiếng Việt thì nó đơn giản thôi thưa quý vị. Bài học đầu tiên thì đơn giản. Bây giờ ngày hôm nay chúng ta sẽ học văn phạm chỉ với hai mục. Cái mục đầu tiên là động từ thì hiện tại, cái này thì lúc trước đã có học qua rồi, nhưng mà bây giờ chúng ta hãy hệ thống lại, bắt đầu chúng ta hệ thống lại để mà chúng ta đi dần dần. Động từ thì hiện tại, chúng ta lấy thí dụ là một cái động từ tương, động từ cơ bản là chất chara, là đi. Chara là đi. Thì bây giờ động từ chia theo ba, ngôi thứ ba thì chúng ta có chữ charati, và chủ ngữ ngôi thứ ba là so charati hoặc là sa charati, nó đi hoặc anh ấy đi, chị ấy đi. Thế cha ràng thí, sư tự tri quan hỷ sửa lại dùm cho cái chữ này, chúng tôi không có kiểm tra được. Cái chữ tê cha ràng thí, cha ràng thí thứ bảy, sao hôm nào cũng trục trặc vậy nè. Tê charanti chứ không phải là tê charati,
vì nó số nhiều charanti, và đúng rồi, số charanti, tê charanti. Còn ngôi thứ hai đó, thì toàn charasi. Sao chúng tôi không có kiểm tra lại cái sư đánh lại dùm cái chữ không được. Sao vậy? Toàn cha là sĩ. Khi nào mà sư tôi đưa cái cuốn tập mà sư đánh chữ sư kiểm tra lại dùm chính tả trang charasi tâm hê charatha là ngôi thứ hai, ngôi thứ nhất là ahang charami mayang charama. Bây giờ cái điểm mà chúng ta lưu ý như thế này, ở trong sách văn phẩm Pali đó, từ xưa đến bây giờ ngôi thứ nhất tức là để chỉ cho mình, chỉ cho bản thân, cho bản thân mình thì được đặt ở sau cùng. Ngôi thứ hai đặt giữa và ngôi thứ ba nêu lên đầu tiên. Vì vậy cho nên trong từ điển động từ thì bao giờ động từ cũng ở ngôi thứ ba số ít cả. Cho nên nếu mà chúng ta đổi lại cái ngôi thứ nhất, giống như ở trong tiếng Anh hay tiếng Pháp đó, thì ngôi thứ nhất, thứ hai I am, we are, ngôi thứ nhất. Cho nên ở đây cái ngôi thứ nhất, ngôi thứ ba chúng ta đặt trước ngôi thứ hai, ngôi thứ nhất, nhưng mà ý nghĩa cũng giống, bởi vì ngôi thứ ba là chỉ cho người vắng mặt. Chủ ngữ của ngôi thứ ba nếu là nam tánh thì là xô anh ấy, nếu là nữ tánh là cô, là xa, là cô ấy. Giống như trong tiếng Anh mà he, she vậy đó. Và ở trong tiếng Anh ngôi thứ chủ ngữ, ngôi thứ ba số nhiều thì xài chung, chứ không có việc phân biệt nam, nữ, đây thôi. Còn trong cái tiếng Pali, tiếng Phạn, thì nếu như ngôi thứ ba số nhiều mà thuộc nam tánh thì là tê, các anh ấy. Còn nữ tánh số nhiều, chủ ngữ số nhiều ngôi thứ ba đó thì là ta, ta vô. Cho nên hệ và ngoài ra tất cả danh từ sự vật làm chủ từ của câu đều được kể là ngôi thứ ba hết. Thí dụ như chữ phikhu charanti là vị tỳ kheo đi, phikhu charanti là các tỳ kheo đi, vân vân. Thay vì nói so charanti hay là te charanti,
Thì ở đây phí khu cho ra tí, phí khờ vô cho ra tí là ngôi thứ ba. Còn cái ngôi thứ hai đó gọi là Matsuma Purisat. Ngôi thứ hai là để chỉ cho cái người đối diện. Và chủ ngữ của câu, chủ ngữ của ngôi thứ hai thì không thể là một cái danh từ sự vật, mà chỉ là nhân xưng đại danh từ. Thì chủ cách là toan, anh, ngươi, mày. Chúng ta muốn dịch nghĩa sao tùy. Và chủ ngữ ngôi thứ hai rất nhiều là tâm hê, các anh, các ngươi, chúng mày, vân vân. Thí dụ như thoan cha ra xít, anh đi. Tâm hê cha ra thác là các anh đi. Còn cái ngôi thứ nhất, ngôi thứ nhất của động từ là chỉ cho chính mình. Và chủ ngữ ngôi thứ nhất này cũng không phải là danh từ sự, mà đó là thí nhân xưng đại danh từ. À hăng, tôi, mai dân, chúng tôi. Và chúng ta tùy theo ngữ cảnh mà chữ a hăng chúng ta dịch tôi, ta, tao, cái gì cũng được á. Rồi mai dân là chúng tôi hay là chúng tao, cái gì đó chúng ta muốn xài chữ nào, miễn sao ngôi thứ nhất thôi, miễn sao chỉ cho bản thân. Thí dụ như a hăng cha ra mí là tôi đi, mai dân cha ra má là chúng tôi đi. Thì hôm nay cho quý vị học một số từ, một số động từ thông thường, từ vựng động từ thông thường. Động từ thông thường có nghĩa là những động từ như tít tha tí là đứng, hãy có đi thì có đứng, chúng ta phải tít tha tí là đứng, ni pa cha tí là nằm, ni si đa tí là ngồi, pa sa tí là thấy, su na tí là nghe, kha ya tí là ngửi, sa ya tí là nếm, phu sa tí là đụng chạm, quan ta tí là nấu. Ở đây thưa quý vị, ở trong cái trong cái tiếng Bali nó rất là nguy hiểm. Nếu mà chúng ta viết sai một chữ ở trong cái bản mà chúng ta viết đó, là chữ phú sa tí, phú sa tí, chữ phú sa tí có nghĩa là đụng, một chữ s thôi, một chữ s thôi. Sư tùy tri sửa lại dùm trong cái bản của sư đánh chữ là chữ phú, là hai chữ S, Fusati là nghĩa khác, Fusati là nghĩa khác. Chữ Fusati là đụng, là năng thể, là mình đụng chạm cái gì đó, rồi mình bị người ta đụng là Fusati, hai chữ S. Thí dụ như bây giờ mình đi mình đụng cái bàn, mình đụng cái ghế đau quá, đụng cái ghế thì cái đó là phú sa tí. Nhưng mà mình đang bước đi, cái người khác họ đi đến, họ đụng vào mình thì mình là người bị đụng, thì phú sa tí. Nó thuộc động thể, chữ phú sa tí.
Cho nên chúng ta cần phải phân biệt cái chỗ đó. Chữ phước sức tiết bị đụng. Rồi bây giờ quát đá tí là nấu, hát sát tí là cười, rô đá tí là khóc, khà đá tí là ăn, đi qua tí là uống, kỳ lá tí là chơi đùa. Thì những cái động từ thông thường là đi đứng nằm ngồi, thấy nghe ngửi đếm đụng, nói cười khóc ăn uống cười, chơi đùa, thì trước hết là chúng ta học những cái từ đó rất là thông thường. Chúng tôi, quý vị đừng có ngạc nhiên là tại sao học Pali mà không lấy cái từ Phật Pháp. Có nhiều người họ tỏ vẻ ra họ khôn ngoan, họ nói vậy đó. Cũng như khi mà chúng tôi đi dạy chữ Pali ở trong học viện đó, thì cái giáo trình ở Tích Lan, các vị đối soạn sao thì nghe đi, các vị lại tỏ ra là không hài lòng. Tăng Ni Sinh tỏ ra không hài lòng, nói cái gì mà vô học Phật Pháp á, mà học tiếng Bali nào là con cọp sống ở rừng, con khỉ ngồi trên cây, hay là con sư tử giết con nai chẳng hạn. Những người đó họ tỏ vẻ họ rất là khôn ngoan, nhưng mà không phải. Thưa quý vị, chỗ nào chúng ta học Phật học thì chuyên từ Phật học, còn cái chỗ nào chúng ta đang học từ ngữ, đang học ngôn ngữ, thì chữ gì chúng ta cũng phải học, mà cái những chữ đơn giản chúng ta phải học trước. Ở đây chúng tôi nhắc như vậy để ở trong room đó, trong lớp của chúng ta mà có những ai mà có ý muốn sửa đó, thì làm ơn chúng ta đừng có học. Ở đây trở lại vấn đề thứ gì, khi mà chúng ta nói đến một nhóm động từ này, còn nhiều lắm thưa quý vị, động từ tiếng Pali mà chúng ta muốn có đủ cái vốn liếng để chúng ta xài đó, thì ít nhất là chúng ta cũng phải có 3.000 động từ. Nói đó là năng động thể, thủ động thể, hay là thể xây bảo, chúng ta phải có những cái động từ để sau này chúng ta sẽ học. Còn bây giờ chúng ta học nhóm như thế này để chúng ta áp dụng cái cách chia động từ thì hiện tại thôi. Động từ thì hiện tại, thí dụ như đứng, hễ nó đứng thì xô cho ra tít thanh tí, chúng nó đứng là tê tít thanh tí. Người đứng hay là anh đứng thì là toan tít thanh xí, các anh đứng là tâm hê tít thanh thác, tôi đứng a hăng tít thanh tí, chúng tôi đứng mấy dân thiết thàm á, vân vân. Chúng ta xài áp dụng đó, chỉ là thông thường thôi. Chúng ta phải làm sao đó thì hiện tại mà ở ba ngôi chúng ta xài cho nhuần nhuyễn, thì như vậy chúng ta dần dần chúng ta sẽ đi qua đến các cái động từ thì vị lai hay là thì quá khứ. Ở đây chúng tôi chỉ nói sơ qua, chứ nếu mà nói nhiều quá thì quý vị sẽ cảm thấy khó. Rồi bây giờ hôm nay thì danh từ, chúng ta học về danh từ, chúng ta trong 8 ngữ cách danh từ chúng ta chỉ học một là chủ cách của danh từ Patthama Vipatti, là tập cho quý vị làm quen
với cái danh từ chia theo chủ cách, nhưng mà danh từ ở đây nam tính trước, nam tính vị ngữ ác, nam tính vị ngữ ý, hay là tận cùng, cái danh từ tận cùng ác như là chữ Bút Thá, Đức Phật, Tham Má là giáo pháp, Sang Khắc là tăng chúng, Phu Ba Lá là Đức Vua, Vi Ha đó là tỉnh xá và tỉnh thất, Ga Má là xóm làng, Ghê Hạ là nhà, Cú Ma Rá sư tự tri chữ Cú Ma Rá, chữ Ma trường âm, sư đánh lại dùm cái chữ đó, chữ Cú Ma Rá. Nhờ Chô Rá là kẻ trộm, Gô Nát là con bò. Thì những từ đó được gọi là danh từ nam tánh vị ngữ ác. Những danh từ này chia theo chủ cách số ít là ô, thay thế chữ ô. Thí dụ như ghê hát thành ghê hô, ngôi nhà. Còn số nhiều là a, chữ ghê hát chúng ta đổi thành ghê ha. Ghê hô, ghê ha là ngôi nhà hoặc là những ngôi nhà. Bây giờ chúng ta học danh từ nam tánh vị ngữ ý, tức là tận cùng bằng nguyên âm ý, như là ý sĩ, đạo sĩ. Ác ghi là ngọn lửa, ác ý là núi, ác ý là kẻ thù, ác sĩ là lửa gươm, gáp ý là con khỉ, gáp ác ý là gia chủ, và tí là ông chủ, gớ quý là mặt trời, giáp thí là cây gậy, ba ní là bàn tay, đi tí là con báo. Thì những danh từ mà tận cùng, những danh từ nam tánh tận cùng bằng vị ngữ ý đó, thì chúng ta chia số ít là ý, như là chữ ý xí cũng vẫn để nguyên vậy. Còn số nhiều chủ cách ý thì y a vô hai chữ, như ý si là những ẩn sĩ, những đạo sĩ, ý sa vô là những đạo, những ẩn sĩ. Thì chỉ có bao nhiêu đó, hôm nay chúng ta học văn phạm chỉ có bao nhiêu đó thôi. Còn bây giờ bài tập sư tuệ tri đánh dùm cho cái chữ, cái bài tập câu số 1, Isayo Sunanti. Isayo Sunanti. Khi mà các Phật tử chúng ta thấy cái câu đó đó, quý vị thoát bản và cảm ơn cô Nhật Bình. Chúng ta dịch cái câu ra tiếng Việt. Vị nào nhanh tay dịch ra dùm câu tiếng Việt Isayo Sunanti. Ý xí là gì? Sunanti là gì? Cái nghĩa của đó. Isayo là chủ cách số nhiều của danh từ ý sĩ và những đạo sĩ đang nghe. Dạ đúng rồi. Dạ cảm ơn trời phụ. Xuân Đàn Tí là ngôi thứ ba số nhiều. Câu 2, Phu Ba Lô Lý Sĩ Đá Tí. Phu Ba Lô Lý Sĩ Đá Tí. Cô Nhật Bình đánh dùm câu số 2, Phu Ba Lô Lý Sĩ Đá Tí. Rồi vị nào dịch dùm cái câu bài tập này, nghĩa là gì? Phu Ba Lá. Dạ, xin cảm ơn quý vị.
Bây giờ là được ba học viên làm bài rồi. Vị vua đang ngồi, đức vua đang ngồi. Phùng Bà Lát là danh từ nam tánh vị vua Á. Chủ cách số ít là Ô Phu Ba Lô. Ni Si Đa Tí là động từ ngôi thứ ba số ít. Cho nên Phu Ba Lô Ni Si Đa Tí là đức vua đang ngồi. Câu thứ ba, Cấp Biết Kha Gia Tí. Cấp Biết Kha Gia Tí quý vị hãy xem lại cái từ vựng ở trên. Cấp ý là gì? Danh từ tánh vị ngữ ý. Rồi khai giới tiết là một động từ. Quý vị xem trong cái số, trong nhóm từ ngữ về các cái động từ, chữ khai giới tiết không phải chữ khai giới tiết. Khai giới tiết ở đây là đang ngửi, con khỉ đang ngửi. Chữ kha đá tí mới là đang ăn. Chúng ta nhớ kha đá tí là đang ăn, còn kha giá tí là đang ngửi. Con khỉ đang ngửi. Câu số 4, Kumara Kha Đăng Tiết. Ồ, sao vậy? Ồ, như vậy ở trong lớp của chúng ta, các học viên không có bài hả? Cái chữ cái câu thứ tư là những cậu bé đang ăn. Những cậu bé đang ăn. À, chúng ta chú ý như thế này. Trong tiếng Việt của chúng ta, chúng ta đã gọi là cậu những cậu bé, những cô bé, thì cậu bé đương nhiên là con trai, cô bé là con gái. Cho nên là chúng ta cứ Kumara Kha Đăng Tí thì chúng ta dịch là những cậu bé ăn được, khỏi cậu bé trai, thì khỏi cậu bé trai. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái câu số 6, câu số 5, Tâm Hề Há Sạch Thác. Tâm hê ha sạch thá. Chữ tâm hê nó không phải là một danh từ, mà nó là một nhân xưng đại danh từ đó. Quý vị xem ở cái phần chú thích của động từ thì quý vị sẽ biết chữ tâm hê đó là nghĩa là gì. Còn động từ giờ xin cảm ơn trực. Các anh đang cười. Câu số 6, Ahang Vi Qua Mi.
A-hăng cũng là nhân xưng đại danh từ người. Và thứ nhất, do đó động từ biết vô tí chúng ta chia vào thứ nhất số ít. A-hăng Pi-qua-mi, vị nào dịch trợ khúc, dịch dùm cái chữ, cái câu A-hăng Pi-qua-mi, tôi đang uống. Thoang rô đa sĩ, số 7, thoang rô đa sĩ, vị nào dịch dùm chữ anh đang khóc. Giờ câu số 8, mấy dân phát xà má, mấy dân phát xà má, chúng tôi đang thấy. Dạ, dạ. Như vậy thì qua 8 câu bài tập đó, thì các vị đã dịch rất là tốt. Tuy nhiên ở đây chúng tôi thấy có vấn đề là bởi vì khi mà chúng ta học ở trên rừng, nếu đã có một người nhanh tay họ dịch cái câu đó ra rồi thì các vị khác, không lẽ chúng ta dịch khác đi thì nó sai, mà nếu chúng ta dịch giống thì giống như là chúng ta copy. Thành ra quý vị ngại, quý vị không có, quý vị không có dịch. Thế là ở trong rừng chỉ có một người dịch thôi. Do vậy ở trong lớp chúng ta sẽ không có giỏi được, sẽ không có giỏi được. Nếu sau này chúng tôi đề nghị, thí dụ như hôm nào mà chúng tôi cho 10 câu bài tập, thì câu thứ nhất trả khúc dịch xong rồi, đúng, để đó. Câu thứ hai sẽ là một người khác chứ không phải là trả khúc nữa. Quý vị có hiểu ý chúng tôi nói không? Rồi khi nào mà chúng ta hỏi đến 3 lần mà không có ai dịch câu đó được thì lúc bây giờ trợ khúc hay là người nào đó sẽ dịch cái câu đó, dịch thêm cũng được. Nhưng mà mình dịch thêm, ví dụ trợ khúc đã dịch cái câu số 1 rồi, bây giờ mình còn mình chờ chừng nào câu số 2 mà không có ai dịch thì mình sẽ dịch lại. Cứ gì thật ra đó, nói là nói như vậy nhưng mà chúng ta biết học ở trên room này chúng ta học để chơi vậy thôi, chứ còn học làm bài tập như thế này thì khó lắm, thú vị, khó giỏi lắm. Chúng tôi dạy ở lớp đó, ở trường lớp đó, thí dụ như có 20 câu bài tập, 10 câu dịch V
Việt ra Pali, Pali 10 câu dịch Pali ra Việt, thì lúc đó sẽ có 4 người lên bảng. Một người câu 1A, 1B, một người 2A, 2B, người 3A, 3B, người 4A, 4B. Rồi 4 người đã dịch xong rồi, chúng tôi kiểm tra xong rồi, thì tới 4 người khác lên bảng là 5, 6, 7, 8. Câu A tức là Bali ra Việt, câu B tức là Việt ra Bali. Và như vậy là trong lớp có bao nhiêu học viên thì sẽ có bao nhiêu câu bài tập. Rồi nếu như mà còn một hai người chưa có hết câu bài tập thì lúc đó chúng tôi sẽ cho một cái câu thực hành, câu sống. Chúng tôi lên bảng, chúng tôi viết ra cho rồi dịch. Chúng tôi dạy ở các trường Pali là chúng tôi dạy vậy. Thì xem như là các học viên ở trong lớp ai cũng phải có học lý thuyết và phải có thực hành hết. Còn ngày xưa thì chúng tôi dạy là chúng tôi cho cái giáo trình in ra cho các vị về nhà đó, về phòng. Khi mà nghỉ, các vị sư ở trong chùa hay là các cư sĩ, học viên về nhà là làm ra, viết ra bài tập rồi đem đọc lên trên. Là lúc đó là tự mình đã dịch, đã làm bài chứ không phải là chúng ta thấy người khác. Rồi chúng ta cứ ngại là nếu mà mình dịch cũng như vậy thì sợ e giống người ta quá, thấy giống như là copy vậy. Thì ở đây đó là chúng ta học như vậy. Và hôm nay thì chúng ta học văn phạm chỉ đến trường đó thôi. Chúng ta học văn phạm chỉ có trường đó thôi. Hôm nay thì trong cái bài đọc, trong cái bài đọc thêm thì chúng ta để trong cái buổi học phản ứng thì cái bài đọc thêm của chúng ta là một đoạn kinh văn được trích ở trong Trung Bộ Kinh. Bài kinh Vô Úy Vương Tử Appayat Rajakumara. Thì ở trong bốn, trong sáu cái đoạn này đó, bữa nay chúng ta học tới sáu đoạn lận. Trong sáu đoạn này thì từ ngữ trùng nhau. Đoạn thứ nhất là ra chất của ma rác văn và tha và tô qua chăng cha na tiết à phu tăng là tất chăng à nát thá sanh sanh hì tăng xa chắc phà rì sanh ấp bì gia âm bà nà pa nà tăng và tha và tô qua chăng phà sa tiết. Này vương tử, lời nói nào Như Lai biết không như thật, không như chân, không tương ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến những người khác không ưa, không thích, thời Như Lai không nói những lời. Đó là cái lời dịch của Ngài Minh Châu. Ở đây thì chúng tôi phân tích ngữ nghĩa quý vị. Rajakumara là vương tử hay là hoàng tử? Đúng rồi, dịch là hoàng tử, là con trai của vua, là đứa bé của vua, là hoàng tử. Tập tha cà tô, chủ cách, chủ ngữ của câu, rồi Đức Như Lai
là chỉ cho Đức Phật Ngài Ngài nói. Và quý vị thấy rõ ràng là khi mà Đức Phật Ngài tự xưng là Như Lai Tạch Thai Cà Tô thì đó là một danh từ. Tất nhiên dầu cho Đức Phật Ngài nói, thay vì Ngài nói này vương tử, ta không nói những lời, thì phải là Ahang Pha Sa Mi. Nhưng mà vì Đức Phật Ngài dùng cái từ Tạ Tha Cà Tô, cho nên phải động từ phải là ngôi thứ ba, Tạ Tha Cà Tô Qua Chăng Pha Sa Tí, Nã Tăng Tạ Tha Cà Tô Qua Chăng Pha Sa Tí, Như Lai không nói lời. Thì quý vị thấy ở đây đó là ngoại trừ Toan Tâm Hê A Hăng Mà Văn, còn tất cả những danh từ sự vật nhân vật đều được xem là ngôi thứ ba hết. Động từ cha na tí cũng vậy, cha na tí là biết, cũng là ngôi thứ ba suốt. Và ở đây chữ qua chăng là lời nói, văn qua chăng là lời nói nào? Áp phu tăng a tách chăng, chúng ta khỏi còn phải dịch dài dòng, không như thật không như chân, mà chúng ta nói là không đúng không thật, không đúng không thật. Tức là phi lý, tức là không đúng với chân lý. Anatthasthang hitang ở đây dịch là không tương ứng với mục đích. Ở đây cái chữ này nó có nhiều nghĩa. Chữ sanh hi tăng có nghĩa là liên hệ. Liên hệ đến. Và anattha sanh hi tăng là không liên hệ đến mục đích. Mục đích ở đây là mục đích giải thoát. Hay là chúng ta dịch vậy cũng được, anh nắp thắt sang như tăng là không có lợi ích, không có lợi ích. Chữ ách thác cũng còn có nghĩa là lợi ích, thưa quý vị. Sa pare sang apiya amma napa. Sa ở tức là qua cha, qua chăng, qua chăng nó chia đối cách, cho nên chữ xa là chỗ cách, là đại từ, nó đại diện cho cái chữ nói ở phía trước, cho nên nó là một đại danh từ. Xa là lời nói ấy, chứ ở chỗ chữ xa chỗ này chúng ta đừng dịch là cô ấy nha quý vị, đừng có dịch là cô ấy, mà phải xem ở trên văn qua chăng cha na tí. Như là biết lời nói nào không đúng, không thật, không có lợi ích. Và chắc là và xa, và lời nói ấy Apiya Amanapa 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 tức là không có, không thích. Bari sang là đối với những người khác. Ở đây dịch xuông câu là lời nói ấy khiến những người khác không ưa, không thích. Thì khi mà dịch cái văn phong tiếng Việt đó, thì chúng ta dịch như vậy được, lời nói ấy khiến những người khác không ưa, không thích. Nhưng mà ở đây nguyên câu tức là những, và lời nói ấy
không đáng ưa, không đáng thích đối với những người khác. Dịch sát văn, nhưng mà nó hơi khó nghe, cái văn phong nó không có phù hợp lắm đối với văn phong tiếng Việt. Nhưng mà vì chúng ta đang học tiếng Bali, cho nên quý vị trước nhất là chúng ta phải đi sát, rồi sau đó khi chúng ta giỏi rồi đó, chúng ta nhìn cái mạch văn của cái đoạn kinh chúng ta muốn dịch thoát cũng được, nhưng mà miễn sao chúng ta đừng có thoát ý quá thôi. Thoát văn thì được, nhưng mà thoát ý không nên. Nát tăng tà tha cà tô qua chăng pha sa tí. Nát pha sa tí là không đấu. Tăng qua chăng lời nói ấy. Cho nên chữ nát tăng tà tha cà tô qua chăng pha sa tí, tức là Như Lai không nói lời ấy. Cái đoạn thứ nhất nghĩa vậy thôi. Cái đoạn thứ hai chúng ta kiểm nghiệm. Dâm biết tà tha cà tô qua chăng cha na tí phu tăng tách chăng à nát thái sanh sanh hị tăng sa chấp bà rê sanh ấp bây giam ấm bà na bà tâm biết tà tha cà tô qua chăng nát phà sa tí. Chúng ta chú ý ở chỗ trong câu này phía sau chữ dâm đó có thêm chữ biết, phía sau chữ tăng có thêm chữ biết. Chữ biết này nó có nghĩa cũng là thì ở đây chúng ta phải hiểu cái này nó trùng, nhưng mà nó khác nhau ở chỗ ở trên đó, là lời nói a phu tăng a tách chăng là không đúng không thật, thì ở đây dâm biết tà tha cà tô qua chăng cha na thi. Như Lai biết lời nói nào dù đúng dù thật, phu tăng tách chăng dù đúng dù thật, anh nát thách sanh tăng nhưng không lợi ích, nhưng không có lợi ích. Sa cha pa ri sanh a pi ya anh na pa tâm biết tà tha cà tô qua chăng na pha sa tí, và lời nói ấy không được ưa, không được thích của những người khác, đối với những người khác. Tâm biết tà tha cà tô, thời Như Lai cũng không nói lời ấy. Như Lai cũng không nói lời. Chữ bí ở trong cái đoạn thứ hai đó nó cũng quan trọng lắm thưa quý vị. Chữ bí đó mà chúng ta bỏ đó thì chúng ta sẽ làm mất nghĩa đi. Ở trên đó, cái đoạn thứ nhất đó, thì cái lời nói không đúng không thật, không lợi ích thì Như Lai không nói không thuyết thì đã đành đi. Nhưng mà ở dưới, dù Như Lai biết cái lời nói đó đúng thật với chân lý, nhưng mà không có lợi ích. Lợi ích ở đây tức là không có thu gặt được phước báo, hay là không có đưa đến sự giải thoát, thì như vậy Như Lai cũng không nói lời nói ấy. Câu thứ ba, cái đoạn văn này chúng ta chú ý. Đoạn văn thứ ba đó, dân chắc khô tà tha cà tô qua chăng cha na tí khu tăng tách chăng á tha sang hi tăng sa pa rê sang á bây gia á ma na pa tà tra ca lên nhu tà tha cà tô khu tí tách sa qua cha yá quay gia khẩn na yá. Thì ở đây cái đoạn này nó
Đoạn thứ ba này, Đức Như Lai, Như Lai biết rõ những lời nói nào mà thật, đúng và có lợi ích. Và lời nói ấy dù không được những người khác ưa, không được những người khác thích, nhưng ở đây ca la nhu ta tha ca tô hô tí, Như Lai biết đúng thời quay giờ cách này là để trình bày tát xa qua trà giá lời nói ấy, để trình bày lời nói ấy. Có nghĩa là trong ba điều trên đó, những người khác không ưa không thích nghe những lời nói ấy, nhưng mà trong ba điều đó thì chúng sanh không ưa không thích cái lời nói không đúng với sự thật, không liên hệ đến lợi ích thì Như Lai không nói. Và cho dù cái lời nói đó có đúng với sự thật đi nữa, nhưng không liên hệ đến lợi ích thì Như Lai cũng không nói. Chỉ có cái lời nói nào Như Lai biết nói là đúng với sự thật, và mặc dù người khác không ưa thích nghe, Như Lai biết thời để nói cái lời nói đó, vì nó liên hệ đến mục đích, nó có lợi. Thì ba điều đó chúng ta đã nghe như vậy rồi. Đến cái đoạn thứ tư, dân tập tha của tô qua chăng cha na tí a phu tăng a tất chăng a nắp thất sang tăng sa tập về sang vija mana pa nắp tăng tập tha của tô qua chăng phật tí. Như Lai biết lời nói nào không đúng không thật, không liên hệ lợi ích dù lời nói ấy đối với một người khác đáng ưa đáng thích, Như Lai cũng không nói lời nói. Cái điều này quý vị nhớ ba cái câu đầu, ba cái đoạn đầu là người khác không thích không ưa nghe, nhưng mà trong ba cái lời nói chỉ có cái lời nói đúng với chân lý và liên hệ đến mục đích, liên hệ đến lợi ích thì Như Lai sẽ tùy thời mà nói. Còn ba cái điều sau đó là ba cái lời nói mà chúng sanh khác ưa thích nghe, nhưng mà nếu cái lời nói nào mà nó không đúng với chân lý, cũng không liên hệ đến mục đích, tức là không có lợi ích giải thoát, dù cho người khác có ưa thích nghe, Như Lai cũng không thuyết lời đó. Ý nghĩa này thì quý vị coi theo bản dịch quý vị biết rồi, nhưng mà chúng tôi chỉ giải thích để cho làm sáng cái mạch văn lên cho các vị học Pali biết thôi. Rồi cái điều quan trọng là chúng ta làm sao để chúng ta đọc cho được chút xíu nữa. Sẽ có bốn người đọc bốn đoạn này,
sáu người đọc sáu đoạn đi. Đoạn thứ năm: dâm biết tịch tha cà tô qua chân cha na tí phu tăng tách chân à nát thác sang hi tăng sa chấp bề sang pi gia mana pa tâm biết tịch tha cà tô qua chân na pha sập. Như Lai biết lời nói nào dù đúng sự thật nhưng không có lợi ích, và lời nói ấy sa chaparisang piya manapa, và lời nói ấy là đáng ưa thích đối với người khác, hay là người khác ưa thích. Tâm biết tịch tha cà tô qua chăng na pha sinh, Như Lai cũng không nói lời nói ấy. Như Lai cũng không nói lời nói ấy. Thì những từ ngữ ở đây nó dễ lắm thưa quý vị. Chữ Piya là đáng yêu, đáng ưa. Mana tức là đáng thích, nhưng mà ở trong tùy theo chỗ, chữ Piya tức là khả ái, Manapa là khả ý. Dịch theo chữ Hán mà thuần kinh điển thì Piya Manapa là khả ái khả ý. Chúng ta nghe cái từ đó ở trong kinh điển rất là nhiều. Còn ở đây trong chỗ này đó thì chúng ta dịch là đối với người khác cái lời nói đó không đáng ưa, không đáng ưa thích. Thì Như Lai cũng không nói lời nói đó. Và cái câu cuối cùng: danh chất tịch tha cà tô qua chăng cha na tí phu tăng tách chăng áp thác sang hi tăng sa chấp bề sang phi gia mana pa tịch tara ca lai du tịch tha cà tô hô tí tát sa qua cha ya quay gia cần na ya tăng kí sa hi tú. Cái câu hỏi thì chúng ta phải lên dùng tăng kí sa hi tú. Athi ra chất của Mara tật thai của tác sát sát tê số anu cầm bà thi. Ở đây chúng ta có những cái từ mà mấy đoạn kia không có, bốn năm đoạn kia không có, tức là chữ Đức Phật ngài dạy chữ tâm kế sa hệ tú. Vì sao vậy? Đó là một cái câu hỏi mà chúng ta thường gặp, tăng kết sa hệ tú. Chữ hệ tú là nhân, tăng điều ấy do nhân gì? Nhưng mà nếu mà chúng ta nói điều ấy do nhân gì thì nghe nó không có hay mà nghe. Vì sao vậy? Thì ở đây Đức Phật ngài tự trả lời. Rajakumara này vương tử, Tathagatassa đối với Như Lai, Athisattesu anukampa có lòng bi mẫn đối với các chúng sanh, hay là các hữu tình, Như Lai lòng thương tưởng đối với các hữu tình. Thì cũng dễ thôi thưa quý vị, về văn phạm thì chúng tôi cũng thường nói với quý vị là
cái văn hệ Pali đó, nếu mà cái hệ chánh tạng Pali Mula thì văn phạm nó dễ, và cái lời văn, cái mạch văn dễ dịch lắm. Qua đến cái hệ, cái thế hệ Athakatha Pali, tức là Pali mà chú giải đó, thì hơi khó hơn chút xíu. Đến Tika, tức là hậu chú giải, thì hơi khó hơn Athakatha nữa. Mà đến chữ Mahatika là hậu hậu chú giải thì cũng khó. Cho đến Anuttika thì thôi, cái văn phong đó là hiện đại, làm cho chúng ta khó dịch vô cùng. Còn bây giờ thì những cái đoạn kinh văn mà chúng ta được học ở đây, được đưa lên ở đây, thì nó chỉ là cái hệ Pali gốc, Pali Tịnh Tạng thôi, cho nên cũng không có gì khó. Ý nghĩa đó thì quý vị cũng biết rồi, chúng ta học ở trong Trung Bộ Kinh, và cái bài kinh Vô Úy Vương Tử thì chúng ta đã có nghe giảng giải trình bày. Trong sáu cái lời nói, chỉ có hai lời nói là Đức Phật Ngài biết thời mà Ngài nói. Một cái lời nói nào đúng với sự thật, đúng với chân lý và có lợi ích hay là liên hệ đến mục đích giải thoát, thì lời nói đó Như Lai thường nói. Và nếu lời nói đúng với sự thật, liên hệ đến mục đích giải thoát, và chúng sanh dù không ưa thích đi nữa, không ưa thích nghe, Như Lai cũng tùy thời mà nói. Vì sao vậy? Vì rằng Đức Như Lai có cái lòng thương tưởng đến loài hữu tình, tức là đến chúng sanh. Vậy thôi. Còn những cái lời nói vô ích, không đúng với chân lý và vô ích, thì cái đó Như Lai không nói gì. Còn những lời nói mà những lời nói mà đúng với sự thật nhưng mà vô ích, thì Như Lai cũng không nói, dầu cho chúng sanh có ưa thích nghe hay là không ưa thích nghe, thì cái chuyện đó Như Lai cũng không có ưa thích, không có nói. Ý nghĩa là như vậy. Bây giờ chúng ta hãy chú ý, chúng tôi đọc cho quý vị nghe một lần, sau đó Chư Tăng sẽ hướng dẫn cho quý vị đọc. Chúng tôi xin nghỉ. Ra chất ma ra dân tạp thai gà tô qua chăng cha nạ ký phu tăng à tất chăng à nát thái sang hình tăng sa chất bà rê sang ấp quỳ gia âm an áp pa nát tăng tạp thai gà tô qua chăng pha sạc ký dâm bí tạch thơ gà tô qua chăng cha na tí phu tăng tách chăng à nát thái sang hì tăng sa chấp bà rê sang ấp quỳ gia âm mát nạ pa tâm bí tạch thơ gà tô qua chăng na pha sạc ký dâm chấp khô tạch thơ gà tô qua chăng cha na tí phu tăng tách chăng à thái sang hì tăng sa chấp bà rê sang ấp quỳ gia âm mát nạ pa tất ra ca lên vô tận thai của tô hô tít tát xa qua cha giấc quê gia khắp đại gia dân tận thai của tô qua chăng cha na tí à phu tà tất chăng à nát thát sang hì tăng sa chấp bà rê sang pi gia ma na pa nát tăng tận thai của tô qua chăng pha sa tí dân biết tận thai của tô qua chăng cha na tí phu tăng tất chăng à nát thát sang hì tăng sa chấp bà rê sang pi gia ma na pa tâm bi tật tha gà tô qua chăng na pha sa ti danh chết tật tha gà tô qua chăng cha na ti phu tăng tách chăng a nát tha sai thì tăng
sa cha bay sang piya mana pa tatara ca lan yu tatai tato hô tích tác sa qua cha yu quay ya khẩn ra yu tăng kết sa hê tu a thi kuma ra cha kuma ra tatai tata sa sa te suk anu kam pa ti. Bây giờ thì chúng tôi xin kết thúc cái bài dạy ở đây. Và bây giờ thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại điều học. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú kính thỉnh Thượng Tọa Tiểu Sư, kính thỉnh Thượng Tọa Tiểu Sư đi nghỉ. Và bây giờ thì chúng ta tiếp tục với bài học ngày hôm nay. Có lẽ là chúng ta sẽ thử để quý vị làm một vài cái bài tập. Dạ, một vài bài tập ở trong phần phản ngữ này. Nhưng mà trước khi quý vị làm bài tập thì xin được Thượng Tọa Tuệ Quyền, không biết Thượng Tọa có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Tuệ Quyền đang có mặt ở trước máy, Thượng Tọa hoan hỷ chia sẻ một vài suy nghĩ ở trong đoạn kinh mà chúng ta vừa học ngày hôm nay. Nhà Thượng Tọa Tuệ Quyền, ở trong bài kinh này Đức Phật Ngài có đề cập đến trường hợp nào Ngài nói và trường hợp nào Ngài không nói. Nhưng mà khi mà Ngài đề cập đến trường hợp Ngài nói thì cho dù điều đó là điều đúng với sự thật, cho dù điều liên hệ đến giải thoát, người nghe ưa thích không ưa thích, thì Ngài cũng biết cái thời nói. Ở đây trong thứ phạm gọi là Kanyu là tri thời, biết thời. Tại sao nói pháp mà phải đúng thời? Xin Thượng Tọa Hoan Hỷ chia sẻ về điểm này, kính thỉnh Thượng Tọa. Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Giờ thưa chúng được nghe rõ. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh cùng đại chúng. Chúng con kính lễ Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tân, Thần Minh Hạnh, đại đức Phật tính được tùy tri cùng sư tăng đang hiện diện. Kính chào sư Nguyên Thông, kính chào quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, có thể nói rằng là nếu mà nói đúng thời thì có thể nói rằng đây là một việc mà có thể nói là hết sức là khoa học, hết sức là tuyệt vời và hết sức là đúng đắn mà Đức Bổn Sư của chúng ta cũng đã dạy những người đệ tử phải như thế. Có một lần có một vị tỳ kheo đến để vấn an Đức Phật, và cái giờ đó là nó vừa chư tăng vừa thọ thực xong, vị ấy đến để vấn an và bạch Phật, kính xin Phật giảng dạy. Thì Đức Phật này độ các thầy tỳ kheo xem những thức ăn còn đem lên cho vị đó thọ thực. Sau khi thọ thực xong thì Đức Phật này mới giảng thuyết. Bởi vì sao? Một người đói bụng quá thì tâm của họ cũng không có được minh mẫn, một người buồn ngủ quá cũng không được, rồi một người coi như là lơ đễnh quá cũng không được. Xin lỗi, một người đói bụng quá, một người mệt quá, đói bụng và nó mệt mỏi, hay là một người coi như là chúng ta thấy một người coi như là người ta bệnh hoạn, ốm đau, vân vân, thì những lúc đó phải tùy theo hoàn cảnh mà Đức Phật Ngài chuyển hóa. Đặc biệt tức là đang khi đói hoặc là ngủ sao mà nghe, ở ngủ gục thì không nghe, phải trấn tĩnh. Thì có một tích truyện, tức là một vị tỳ kheo đến và Đức Phật Ngài đã làm như vậy. Thì chúng ta thấy nhiều lần Ngài A Nan gặn hỏi Đức Phật về một số việc nhưng không đúng thời, Đức Phật này cũng nói. Nói ở đây chúng ta thấy rằng cái bậc độ sư của chúng ta rất là tri thời.
lúc nào là thuyết giáo chúng tăng, lúc nào là đi khất thực, lúc nào là trả lời cho chư thiên, đều được Ngài, Ngài tường tri một cách rõ ràng và đặt một cái thời gian nó một cách cố định, là một cách vừa cố định mà cũng là nhân duyên được uyển chuyển. Thì chúng ta thấy bởi vì cho nên gọi là đó chính gọi là tất tha là tô mà, đến Như Lai thì có thể nói rằng là chúng ta rất là may mắn phước lành. Đức Phật Ngài dạy cũng gì nữa, ca lê nó tham má sơ quan năng mới ê tăng măng gọi là mút tầm ăn, nói pháp nó đúng thời thì mới mang lại cái hạnh phúc kiết tường. Mà trong kinh Mang Cánh Xuất Tác Đức Phật Ngài đã dạy như vậy, thì bạn Ngài đã dạy như vậy thì Ngài sẽ thực hiện như thế đó. Chúng ta thấy đặc biệt chưa đến thời Đức Phật Ngài không nói, cho đến lúc Ngài không nói. Và có những việc nói ra mà chúng sinh dù có đó là chưa đúng sự thật, thí dụ bây giờ nói về nhân sinh quan, vũ trụ quan, Đức Phật Ngài biết nhưng Ngài không nói. Khi mà có những tỳ kheo hỏi Ngài không nói, nhưng có một lúc thỉnh thoảng những chi đề nào nói xuyên qua về nhân qua, về nhân sinh và vũ trụ thì Đức Phật Ngài cũng giải thích để bổ túc một chút ít về cái suy nghĩ, cái hoài nghi, cái thắc mắc của chúng đệ tử. Và như thế thôi, chứ còn phải là để đưa đến một cách tức là tận cùng. Tuy Ngài hiểu, tuy Ngài biết, nhưng nói như vậy không có đủ thời gian cho người đệ tử suy xét và không có đủ cái trí để mà quán như vậy. Thì chúng ta thấy Đức Phật Ngài tri độ, tri thời, tri nhân, tri quả hàng đầu và truyền trao lại cái giá trị đó như thế đó. Rồi còn dân gian của chúng ta thấy á, muốn nói thì chúng ta nói, không có biết coi như là vui là nói, rồi buồn nói, vân vân, tất cả là những cái tình huống đó nó không kiểm soát. Mà Đức Phật Ngài dạy, chỉ dạy chúng ta đó, nó phải đúng thời, nó phải đúng lúc. Thí dụ như chẳng hạn chúng ta thấy Đức Phật Ngài chỉ dạy mỗi nửa tháng các thầy tỳ kheo phải cu hội là với nhau để Bồ Tát. Mà Bồ Tát phải là giờ vừa một chút xíu, chứ không Bồ Tát quá sớm. Bồ Tát tức là sau khi mặt trời lặn là Bồ Tát, là biết cái thời gian đó không còn một người nào khác để đến. Chúng ta thấy trên cái thần luật pháp, Đức Phật luật cũng dạy như vậy về cái thời gian. Có những pháp mà suốt đời các thầy tỳ kheo có những giới luật phải mang theo, phải giữ gìn theo, nhưng rồi có những cái giới, có những cái học giới mà phải được thọ trì theo, nó mang tính thời gian biểu quyết. Bây giờ thí dụ như là giờ, thí dụ bây giờ hôm nay là ngày 15, ngày 30 mà chúng ta làm buổi sáng thì chiều nay có một vị tỳ kheo tới thì như thế nào đây? Tới nơi chùa, tới nơi tỉnh xá, tới nơi cái thiền viện thì sao đây? Chẳng lẽ phải cử hành lại một cái tăng sự nữa? Thì vì vậy cho nên sau khi giờ chiều, giờ tối, lúc đó không còn cái vị tỳ kheo nữa tới nữa rồi, thì ngay khi đó thì chúng ta cử hành tăng sự. Chúng tôi ví dụ như vậy để nói lên cái gì? Vừa cái sự thực hành Phật pháp cũng vậy, và Đức Phật Ngài dạy các thầy tỳ kheo trong cái thời gian biết được cái thời gian nào nên nghỉ ngủ, thời gian nào nên thức và thời gian nào làm việc gì việc gì. Nếu chúng ta học kỹ một chút xíu thì chúng ta thấy đều là một cái sự cách đặt một cách đầy đủ về cái ăn, cái uống, cái mặc của cái thời gian buổi sáng, sớm mai, đi khất thực lúc nào và phải đi như thế nào, thời gian nó ra sao, và tất cả đều được chỉ dẫn một cách rõ ràng. Cái tác phong đi đứng và cái thời gian chúng ta thấy và cũng như cái thời gian thọ thực, cái thời gian mà kinh hành vân vân, thì tất cả đều là học thời đó. Tại chúng ta không thực hành theo cho nên chúng ta mới cảm thấy nó là chúng ta không làm, cho nên nó ngoại thời nhiều và nó phí thời nhiều. Và nói một cách sâu hơn, xa hơn về cái thời gian thì Đức Phật Ngài nói phải biết cái thời gian tuổi thọ của mình nữa kìa. Ngày và đêm qua mau lẹ, cái tâm khu tasme đó tinh đi qua quý vật tình tí. Ngài bảo chúng ta phải biết cái thời gian nó chống qua. Thời gian gần
lẽ trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác của thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta, ai đem tâm quán tưởng sợ hãi tử vong này, hãy từ bỏ thế lợi hướng tâm cầu thực tịnh, vân vân. Thì nói về cái thời gian và thích hợp để cho chúng ta, thí dụ như Đức Phật ngài thấy chúng ta thấy cái phải biết cái tri cái thời gian của tuổi trẻ của mình. Trẻ không sớm biết tu hành, không lo tài sản để dành mai sau, còn già ủ rũ bến ao, cái tôm chẳng có sinh sao chết dần. Để đến già quý vị mới đi tu thì làm sao có đủ sức khỏe, làm sao có đủ trí tuệ minh mẫn, phải biết tri cái thời gian của mình tu được lúc nào, cố gắng tu lúc đó. Chứ để đến già rồi niệm Phật mồ hoang lắm kẻ mái đầu xanh, nó là như thế. Cho nên vừa cái nói pháp và cái hành pháp, và luôn luôn Đức Phật ngài thúc đẩy và chỉ dạy cho người đệ tử cho nó hợp thời, cho nó đúng lúc, cho nó thật sự tốt đẹp, để mang lại cái lợi lạc cho chính mình cũng như là cho tha nhân. Dạ, đây chính là cái ý kiến của con qua cái câu thảo luận của Tương Thọ là như vậy. Nếu có đi hướng tục thì kính cung tỉnh ngài. Nam mô Phật Tha. Dạ. Thưa tọa Thế Quyền, thưa quý vị, bây giờ chúng ta thử làm một bài tập, chứ là một câu trắc nghiệm. Ngày hôm nay chúng ta thử làm bài câu trắc nghiệm, thưa quý vị có thể làm bài này quen không? Nếu làm được thì chúng tôi sẽ đề nghị chúng tôi sẽ mỗi ngày cho quý Phật tử có một số bài tập. Câu trắc nghiệm số 1 là chuyển dịch câu tiếng Việt sang Pali. Câu chuyển dịch tiếng Việt sang Pali câu Đức Như Lai biết và dạ, Đức Như Lai biết. Để quý vị là bỏ chữ câu chuyển dịch tiếng sang câu Pali, sang Pali câu Đức Như Lai biết. Okay. Với sự lựa chọn một ở trong bốn câu để điền vào chỗ trống, chúng ta có câu là Tathagato, thì chúng ta lựa A B C D. Tathagato chanami, Tathagato chanasi, Tathagato chanati, Tathagato chanatha. Mời quý vị lựa và Sư Nguyên Thông ơi, Sư Nguyên Thông có mặt ở trước máy và nghe được không? Nếu Sư Nguyên Thông có mặt ở trước máy, xin Sư Nguyên Thông giúp cho đáp án giúp cho. Xin được hỏi Sư Nguyên Thông có mặt ở trước máy không? Dạ, dạ thỉnh Sư Nguyên Thông quan hỷ cho đáp án và mời quý Phật tử trả lời. Dạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là Nguyên Thông, con tuân lệnh Sư Phụ cố gắng trả lời câu trắc nghiệm số 1, chuyển dịch câu tiếng Việt sang Pali, câu Đức Như Lai biết. Với sự lựa chọn một trong bốn câu để điền vào chỗ trống, Tathagata là Đức Như Lai, rồi chana mí, tức là mí ở đây là nhà ngôi thứ nhất là ta, là chúng ta, mà chana xí là cái ngôi thứ ba của chana tí là mày, chana thá là số nhiều, cho nên con nghĩ là ở đây là chana xí là b sư phụ, không biết đúng hay không, nhưng mà theo con suy nghĩ là như vậy, con là câu b. Chana mi, chana si, chana tí, chana thá, chana mi là nói về tôi, thì chana si là mày, chana tí là ngôi thứ ba, thì thầy Như Lai là chana tí, còn chana thá là ngôi thứ ba số nhiều, cho nên cô nghĩ là chana tí. Chánh A Tí tức là ngôi thứ ba đối với Như Lai,
Dạ thưa con trả lời như vậy đó, thưa sư phụ. Xin sư phụ sửa lại nếu mà con nói sai. Ok. Xin cảm ơn sư Nguyên Thông. Thưa quý vị, câu trả lời của chúng ta là câu C. Chanati. Chanati tức là ngồi thứ ba su ích. Ngồi thứ ba là vị ấy. Ở đây chỉ vị ấy đi chờ Đức Như Lai là Tha Cần Thu và là chủng kích. Chanati là thứ ba. Bây giờ chúng ta sẽ làm thêm một câu nữa. Nếu câu này mà không xong thì chúng ta sẽ đổi cách khác. Thỉnh đại đức Pháp Tính, quý đại đức Pháp Tính có mặt ở trước máy không? Nếu đại đức Pháp Tính có mặt thì xin thỉnh đại đức Pháp Tính và khi cho đáp án câu trắc nghiệm số 2. Không biết đại đức Pháp Tính có mặt ở trước máy không? Thượng tọa Tư Quyền ơi, thượng tọa có mặt không? Nếu thượng tọa Tư Quyền nghe được, xin thỉnh thượng tọa hoan hỷ cho đáp án câu câu số trắc nghiệm số 2. Thì một lần nữa xin hỏi thượng tọa Tư Quyền, thượng tọa có mặt ở trước máy không? Dạ. Dạ, đại đức Pháp Tính cũng không có mặt, rồi thượng tọa Tư Quyền cũng không có mặt. Bây giờ chúng ta dạ có thượng tọa Tư Quyền, dạ cảm ơn thượng tọa Tư Quyền. Dạ, xin thỉnh thượng tọa Tư Quyền cho đáp án câu trắc nghiệm số 2. Mình chuyển dịch câu tiếng Việt sang Bali câu Đức Như Lai nói, dạ, với sự lựa chọn một trong bốn câu để điền vào chỗ trống. A Tathagato Phasati, B là Phasanti, C là Phasama, Phasami và D là Phasatha. Dạ, mời quý vị trả lời và kính trình thượng tọa Tư Quyền hoan hỷ cho đáp án. Nam mô Bổn Thầy giá. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa tập thể quý vị. Câu hỏi trách nhiệm Bali. Đức Như Lai nói với sự lựa chọn trong bốn câu để điền vào chỗ trống: Tathagato, A Phasati, Phasanti, Phasami, Phasatha. Bây giờ thì trà khúc là A, Phong Lan là A, Thanh Thủy là A, Đức Nguyên Thông là Pha Sa Tý và Quang Thạnh 2019 là câu A, Từ Bi là câu A. Dạ, đây là cái chủ từ Tathagato. Tathagato mà Pha Sa Tý ở đây cũng như là chúng ta nói Đức Như Lai. Đây là cách thứ ba mà số ít để có một bình phẩm, cho nên mà số ít tức là pha sa tí là số ít của động từ mà chúng ta vừa học, tức là động từ hiện tại thì hiện tại quá khứ, tức là nói rằng Đức Phật thuyết pháp được chữ pha sa tí, còn pha san tí tức là số nhiều, và pha sa mí tức là chia theo chủ ít, theo ngôi thứ nhất. Vậy cho nên vì vậy xác định là Phát sát thá thì đây tức là Ami Ama, anh cho đây là phát sát thá là cách thứ hai. Thứ hai của trong ba cách của Bali, câu thứ nhất, câu thứ hai, câu thứ ba. Thì chúng ta nói Đức Phật thì chính là ngài ngôi thứ ba mà chia theo số ít, cho nên chúng ta phải chia là pha sát tí là câu A là đáp án. Dạ, thì con đã xác định rõ ràng như vậy và chúc mừng quý vị. Đáp án là câu A. Nam mô Bổn Thầy dạy và kính cung tỉnh thượng tọa quay trở lại. Nam mô Bổn Thầy dạy. Có nhận được message của thì sư nói cái cách học trắc nghiệm này không êm rồi. Chúng tôi cũng chưa nghĩ cách nào để giúp quý vị làm bài đọc được.
thật ra thì học chứng phạn mà không có làm bài tập thì chắc là lâu lắm chúng ta mới có tiếng mới có tiến bộ. Và chúng tôi nghĩ rằng học mà lựa chữ để điền vào chỗ trống là cái dễ nhất. Giống hồi xưa chúng ta đi học tiếng Anh cũng vậy, học mà có sẵn chữ không biết là lựa là dễ nhất. Mà cách dễ nhất mà học không được thì đầu hàng. Để chúng tôi sẽ nghĩ cách khác. Dạ, để chúng tôi sẽ nghĩ cách khác. Nhưng mà tại vì mình đang học ở trong trong PowerTalk rồi online thì mình phải nghĩ cách để mà học. Như biết là học những cái này mà nếu về lâu về dài đó mà chúng ta không có nghĩ cách để mình giảng trên để mình làm bài tập thì thật ra học ngôn ngữ về nghe thì còn tôi siêu giảng hoài thì nó hơi khó. Dạ, nó hơi khó. Bây giờ thì chúng tôi xin để thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền Khoan Hỷ trở lại và thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền Khoan Hỷ thượng tọa đọc cho ba lần đoạn kinh văn ngày hôm nay. Mỗi một đoạn thì có sáu câu. Dạ, có sáu chúng ta một hôm nay chúng ta có sáu câu, thượng tọa hãy đọc cho phần Việt, phần Bali, phần Bali phần Việt đọc cho đủ sáu câu như vậy rồi sẽ trở lại nói trên ý nghĩa của bài này. Thật ra thì đoạn này bài kinh ngày hôm nay có nhiều điểm rất là quan trọng. Dạ, rất là quan trọng. Xin thỉnh thượng tọa Khoan Hỷ đọc cho đoạn kinh trích từ bài kinh Phương Vô Úy Phương Tử ngày hôm nay. Đọc Việt Bali sang kẻ. Quý vị nghe. Rajakuma ra văn tất tha là tô qua chăng cha na tí a phu tăng a tách chăng Anatthasanhitang sa cha pare sang apiya amanapa natang tathagato vachang pasati. Này Phương Tử, lời nói nào Như Lai biết không như thật, không như chân, không tương ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến người khác không ưa, không thích, thời Như Lai không nói lời ấy. Bi tật tha gato wa chăng cha na tí phu tăng tách chăng anatta san hi tăng sa cha pa re sang apiya amana ba tam bi tật tha gato wa chăng na pha sa tí. Lời nói nào Như Lai biết là như thật, như chân, không tương ứng với mục đích, lời nói đó, lời nói ấy khiến người khác không ưa, không thích, Như Lai không nói lời nó. Dành cha khô tất tha gà tô hoa chăng cha na tí phu tăng tách chăng át tha sang hi tăng sa cha pa răng áp bi ya amana ba tất ra can lanh nhu tất tha gà tô hô tí tát sa hoa cha yá quay yá ca rà na yá. Và lời nói nào Như Lai biết là như vậy, như chân, tương ứng với mục đích, lời nói ấy khiến người khác không ưa, không thích Như Lai. Ở đây biết thời giải thích lời nói đó. Giờ nói ấy, văn tất tha gà tô hoa chăng cha na tí tạ phu tăng a tách chăng a nát tha san hi tăng hay sa cha pa re sang pi ya ma ma pi ya ma na ba na tăng tat tha ga to wa chăng pha sa tí. Lời nói nào Như Lai biết không là như thật, không như chân, không như thật với mục đích, và lời nói ấy khiến như người khác không ưa thích, Như Lai không nói. Yam vi tat tha ga to wa chăng cha na tí phu tăng tách chăng a nát tha san hi tăng sa cha pa răng pi ya ma
mana ba tâm hi tật tha gà tô hoa chăng na pha sát tí. Lời nói nào Như Lai biết là như thật, như chân, không tương ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến người khác ưa và thích Như Lai không nói lời ấy. Danh cha tật tha gà tô hoa chăng cha na tí phu tăng tách chăng ạch lất athat tách chăng athasang hi tăng sa pare sang bi yak ma na pa tatra ka lanh nhu tat tha ga to ho ti ta sa wa cha ya wa ya karana tăng kissa he tu athi ra cha kumara tat tha ga ta sa sat te su anukampa ti. Và lời nói nào Như Lai biết là như thật, như chân, tương ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến người khác không ưa thích. Ở đây Như Lai biết thời giải thích lời nói ấy vì sao vậy. Này Vương Tử, Như Lai có lòng thương đối với các bậc hữu tình. Danh chất tà tha gà tô và chăng cha na tí phu tăng tách chăng át tha sang hi tăng sa cha pa re sang pi ya ma na pa tat ta can ca la nhu tat tha ga to ho ti ta sa wa cha ya wa ya ka ra na sa tăng kis kis sa he tu át thi ku ma ra tat tha ga ta sa sat te su anu kam pa pi. Với lời nói nào Như Lai biết như thật, như chân, tương ứng với mục đích, lời nói ấy khiến những người khác ưa và thích. Ở đây Như Lai biết thời giải thích lời nói ấy vì sao vậy. Vì này Vương Tử, vì Như Lai có lòng thương tưởng đối với các loài hữu tình. Dạ, con kính cùng thánh thượng tọa quay trở lại. Xin kính thưa thượng tọa Tề Lực Quyền. Thưa quý Phật tử, ở đây chúng ta thấy rằng trong câu chuyện đó, một vị hoàng tử có tên là Aphaya, mà chúng ta gọi là hoàng tử vô quý, đệ tử của ngoại đạo Nikantha, được vị thầy của mình yêu cầu đến gặp Đức Phật để vấn nạn với một câu rằng: có bao giờ Đức Phật nói điều gì làm cho người khác buồn lòng không, hay là không hài lòng không? Thì nếu Đức Phật trả lời rằng có, thì nói rằng nếu Ngài là người tu mà Ngài nói là một lời nói làm cho người khác không buồn lòng, thì Ngài cũng như người phàm phu thôi, đâu có chuyện gì mà đặc biệt, đâu có chuyện gì đáng nói. Và nếu Đức Phật trả lời là không, thì ông nói rằng có khi Đức Phật Ngài nói về làm ác phải sanh một cõi khổ, ví dụ như học về đồng của Đề Tài Bà Đạt Đa chẳng hạn, thì làm cho cái người nghe buồn khi mà Đức Phật Ngài nói về cảnh giới tái sanh đau khổ tương lai của mình. Đức Phật trước khi Ngài trả lời đó, thì Ngài cũng nói với Aphaya là Ngài biết là đó là một cái câu hỏi mà nó có ngạnh. Yeah, câu hỏi có ngạnh tức là câu hỏi đó đó là một câu hỏi vấn nạn, nhưng mà Ngài vẫn trả lời. Ngài ở đây Ngài nêu lên 6 trường hợp với 3 cái tiêu chí. Thứ nhất đó là lời nói đó là lời nói đúng với sự thật hay là hư cấu. Ở trong ở trong lịch sử Phật giáo á, thì điều này đôi khi nó trở thành một vấn đề lớn chứ không nhỏ. Thì chúng ta có một bài kinh mà rất là nổi tiếng là kinh A Di Đà,
ở trong A Di Đà thì mô tả cảnh Tây phương cực lạc á, có chim anh võ, rồi có bảy hàng cây báo, rồi có cửu phẩm liên hoa vân vân. Thì đối với những người tu sĩ định tịnh độ tông á, thì có hai cách giải thích. Một đó là sự thật. Sự thật tức là cách 10 muôn triệu thế giới sa bà thuộc về hướng Tây á, có một cảnh giới mà Tây phương cực lạc có như vậy đó. Nhưng mà đối với một người khác giải thích đó là một cách nói ví von. Và cách nói ví von đó là một hư cấu. Và gọi là bảy hàng cây báo tượng trưng cho cái gì đó. Rồi cửu phẩm liên hoa tượng trưng cho cái gì đó v.v. Thì đó là cách nói, gọi là cách nói hư cấu. Thì thưa quý vị, thật sự mà nói đó, thì nếu chúng ta nhìn vào trong sáu điều thì không có điều Đức Phật nói mà gọi là hư cấu hết. Tức là không có điều nào mà Đức Phật nói ở đây gọi là phương tiện mà nói hết. Tất cả đều là phải đúng với sự thật. Và cái chuẩn thứ hai đó là tuy rằng đúng với sự thật, nhưng mà không phải điều nào cũng có mục đích giác ngộ giải thoát, cũng liên hệ đến giải thoát. Ở trong thế gian này, ví dụ như chúng ta đi vào trong trường học, người ta dạy chúng ta bao nhiêu môn học. Những môn học đó về điêu khắc, về hội họa, về kiến trúc, về tâm lý học, về xã hội học, vân vân, rất nhiều thứ. Và có nhiều môn học. Và nó không phải là không đúng với sự thật, rất là đúng. Ví dụ như người ta dạy về sinh vật học, người ta dạy về cây cỏ, hoa lá, về động vật, thực vật, vân vân. Phần lớn những lời dạy đó rất là chính xác trên việc khoa học. Nhưng mà không phải điều đó đúng sự thật, nó cũng có giá trị để giải thoát. Bởi vì sao vậy? Tại vì sự thật thì có nhiều, nhưng mà sự thật liên hệ đến giải thoát thì không có nhiều. Và cũng như một lần Đức Thế Tôn cầm ở trong tay cái nấm đá Simsapa, và Ngài đã từng nói rằng những gì mà Như Lai biết nhiều như lá trong rừng, và những gì Như Lai nói đó nó chỉ giống như là số lá Simsapa trong tay thôi. Tại vì sao vậy? Tại vì cái bể học là mênh mông, cái kiến văn của Như Lai là cái kiến thức Như Lai là vô lượng, nhưng mà Đức Phật Ngài chỉ nói những gì thật sự có lợi ích. Chúng ta cứ tưởng tượng như vậy. Nếu mà mình ở gần một người, người đó tối ngày nói chuyện Đông Tây Nam Bắc, chuyện đời, chuyện đạo, đủ thứ chuyện hết. Đừng nói gì chúng ta, đừng nói gì dựng tu, mà bình thường mình nghe rất cũng mệt. Tại vì sao vậy? Cho dù những điều đúng sự thật, nhưng mà họ nói nhiều những điều đó không ích lợi cho mình. Thật ra trong cuộc sống đó, không phải là chúng ta nên biết tất cả, mà chúng ta nên biết cái gì có lợi ích. Và ở đây chúng ta thấy một điều đó là Đức Phật Ngài dạy rất rõ. Những điều gì liên hệ đến giải thoát giác ngộ là điều Đức Phật dạy. Nhưng mà những điều liên hệ đến giải thoát thì nó phải là điều đúng với sự thật, chứ không phải là điều đó là hư cấu. Điều đó là do Đức Phật Ngài Ngài sáng tác, hay là Ngài chế, Ngài đặt ra, Ngài nói, không phải. Còn một điểm nữa, đó là những lời nói đó có được chúng sanh thích hay không thích. Dĩ nhiên là những lời nói mà có mục đích dẫn đến giải thoát đó, có khi người nghe rất quan hệ, và cũng thường khi người nghe không có quan hệ. Lấy ví dụ Đức Phật dạy về vô thường, không phải là dạy về vô thường mà tất cả mọi người đều thích đâu. Có nhiều người không thích nghe. Ví dụ như ngày lễ cưới, hay là ngày mà mình giảng về vô thường, khổ, vô ngã, có lẽ là người ta không có quan hệ. Ngày đó họ thích nghe về phước báo, nghe nói về cõi trời, nghe nói về thiên phúc, thiên lạc, nghe nói về những điều may mắn. Chứ không ai thích mới Tết, gặp đến Tết gặp Chư Tăng, nghe Chư Tăng nói rằng cuộc sống là phải chịu sanh lão bệnh tử, rồi phải vô thường, khổ đau, vô ngã. Bởi vì có đôi khi thưa quý vị, những cái lời nói đúng sự thật á, ông bà chúng ta có câu gọi là trung ngôn nghịch ngữ, hay là lời thật thì mất lòng,
thẳng bực tàu đau lòng ngủ. Nhiều khi những cái lời nói mà nó đúng sự thật thì người ta hơi chối tay, người ta hơi khó nghe, nhưng mà những lời nói rất là mê hoặc ngủ thì người ta lại thích hơn. Và ở đây thì Đức Phật, đối với cái tiêu chí thứ ba đó, thì Đức Phật Ngài dạy rằng Ngài cũng tùy thời, thì lúc mà Ngài nói phải lúc nào Ngài cũng nói. Nhưng mà đặc biệt là nếu cái lời đó có liên hệ đến mục đích giác ngộ, và tất nhiên nó phải đúng với sự thật và người nghe ưa thích, thì Như Lai thường nói. Bởi vì sao? Bởi vì lòng bi mẫn đối với cuộc đời. Thưa quý vị, nói rằng ba tiêu chuẩn là điều đó đúng với sự thật hay không đúng với sự thật, có liên hệ đến mục đích giác ngộ giải thoát hay không liên hệ mục đích giải thoát, người nghe có hoan hỷ hay là không có hoan hỷ. Nhưng mà có một điều thứ tư mà nói phụ vào là những gì mà Đức Phật dạy đó là những gì, điều đó nó phải đúng thời, nó phải tùy thời, tùy lúc và tùy chỗ nó thích hợp hay không, chứ không phải lúc nào Đức Phật cũng dạy. Và khi Đức Phật nói lên những điều này thì Vương Tử Áp Giá rất là hoan hỷ, đã quy y Tam Bảo và trở thành một người Phật tử. Thì thưa quý Phật tử, đọc vào những cái bài kinh này, chúng tôi cũng phải nói thêm là Vương Tử Áp Giá là hoàng tử của vua Bình Sa Vương. Và vua Bình Sa Vương là một vị thánh tu đà huần, đệ tử Phật. Nhưng mà nếu mà chúng ta đọc kỹ ở trong kinh, nhà vua có một cái một cách rất là đặc biệt ở trong cái việc mà hướng dẫn cho những vị ở trong hoàng tộc, từ các vị hoàng hậu như là hoàng phi Khê Ma hay là Áp Phá Giá hay là Sivaka vân vân, thì vua đặt vấn đề tự giác, không phải mình làm vua rồi phụ hoàng tin vào điều đó thì các con phải tin về điều đó. Áp Phá Giá lớn lên thì lại Áp Phá Giá lớn lên thì lại theo ngoại đạo Niên Thác, và đến một lúc Áp Phá Giá tìm đến Đức Phật thì nghe pháp Đức Phật và được cảm hóa. Đây là một trong những cái đặc điểm mà chúng ta nói đến một cái phần của những người hiểu Phật pháp. Ngay cả quý vị có nghe trường hợp của thanh niên Ca Lá là con của ông Cóc Cô Độc đó. Thì thanh niên này, con trai ông Cóc Cô Độc, là cả nhà đều là những người Phật tử sùng tín Tam Bảo, nhưng mà Ca Lá thì coi thường Phật pháp và không bao giờ mà muốn nghe Đức Phật thuyết pháp hết. Thì ông Cóc Cô Độc không có rầy, không có la, ông chỉ khuyến khích thôi: nếu con đi nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp mà con nhớ được thì con nhớ được một câu thì thưởng tiền và tiền vàng một câu. Thì thanh niên Ca Lá đã đến gặp Đức Phật để nghe pháp, và với một sự hiếu thắng của một thanh niên rằng kỳ này về mình sẽ lấy được nhiều tiền, tại vì nghe pháp mà nhớ dễ quá, mà mình thông minh. Nhưng mà hôm đó Đức Phật Ngài biết về Ngài giảng một bài pháp rất là sâu xa, đến nỗi mà nghe thì hiểu phần nào đó nhưng mà gọi là nhớ thì không nhớ được. Và cuối cùng thanh niên Ca Lá phải tập trung toàn lực để lắng nghe và để cố gắng nhớ, và trong lúc tập trung toàn lực thì lại hiểu đạo, chứng quả tu đạo quần. Thế đây chúng ta thấy trường hợp của Vương Tử Áp Phá Giá và thanh niên Ca Lá đều lớn lên là con của những vị thánh tu đạo quần sùng thường thành Phật pháp, nhưng mà cha của những vị này, dù là vua Bình Sa Vương hay ông Cấp Cô Độc, đều không có ép con mình. Con cha mẹ là Phật tử tin Phật thì con phải tin Phật và nhất định phải như vậy, và tạo cái điều kiện cho con cái hiểu Phật pháp. Đây là một trong những điều mà chúng ta có thể nói rằng là những hình ảnh để lại rất đẹp, tìm thấy ở trong kinh điển. Và thưa quý vị, Đức Phật là bậc giác ngộ, và khi mà mình đọc qua những Phật ngôn này thì mình hiểu rằng Đức Thế Tôn
là một vị sống không có võ đoán, không có phiến diện, không có một chiều. Và Ngài là vị chánh đẳng chánh giác. Chúng tôi có một cái duyên là 2 năm sống chung với những nhà sư đệ tử Ngài Chân Cha. Mà những nhà sư này đến từ các quốc gia như là Âu Châu, hay là Úc, hay là Hoa Kỳ, Canada. Thì thưa quý vị, chúng tôi có cảm nhận được một điều từ các vị đó, là khi các vị đọc vào trong kinh điển, trong tam tạng kinh điển, thì các vị khởi một cái tính tâm rất là mạnh mẽ. Một người dạy như vậy thì chỉ có bậc giác ngộ mới dạy như vậy, chứ không phải là một người bình thường. Khi chúng tôi nghe các vị đã nói, chúng tôi hiểu. Và những điều đó được ghi lại ở trong kinh cả 25 thế kỷ rồi. Những lời dạy được ghi lại trong những trang kinh cổ rất là xa xưa, nhưng mà chứa đầy cái chất minh triết, chứa đầy cái tính cách sáng suốt của một bậc giác ngộ. Con người chúng ta thì hay có một cái cách là mình chỉ thổi phồng hay là phóng đại, hoặc là mình tán tụng nhiều, nhưng mà mình không có lưu tâm, và không lưu tâm. Lấy ví dụ như là có những người mà họ viết tiểu thuyết, họ mô tả là đó là một nhân vật thông minh, nhưng mà cái hành xử và lời nói của nhân vật ở trong tiểu thuyết không có gì là thông minh hết, và nó không có sức thuyết phục. Có những cây viết rất là giỏi, ví dụ như cụ Nguyễn Du, khi mà cụ viết về những người đàn ông như là Kim Trọng, hay là Sở Khanh, hay là Thúc Sinh, hay là Từ Hải, mỗi một cái nhân vật ở trong truyện Kiều nó đều qua cái lời nói, qua cư xử đó, thì nói lên được cái tính cách, cái bản chất của nhân vật. Và Kim Trọng là một người văn vẽ đó, thì nói cái gì cũng văn vẽ, và chúng ta nghe lời nói rất hay. Sở Khanh là một người lừa đảo đó, thì Sở Khanh là nói những cái lời nói mà quả thật mới nghe thì mình biết là một người giả dối. Và Thúc Sinh đó là một người miệng hùng gan sứa, thì mở miệng ra thì thấy rõ ràng miệng hùng gan sứa. Từ Hải là một nhân vật hào khí ngất trời đó, thì nói ra thì có cái đúng là hào khí ngất trời. Thì thưa quý vị, cách nói như vậy là khéo, cách nói như vậy là đạt. Nhưng mà rất nhiều trường hợp mà một người đọc về sự minh triết của một bậc thánh nhân, nhưng mà đọc rồi cũng không thấy sự minh triết chỗ nào. Tuy nhiên, như chúng tôi có đề cập một vài lần đó, là một cái nhân vật mà vị này là gốc người Do Thái mà có bằng tiến sĩ triết học, đó là Ngài Vô Lý. Thì khi xuất gia đọc vào trong kinh, thì thưa quý vị, những lần chúng tôi nói chuyện với Ngài thì Ngài cứ nói rằng, thí dụ đọc kinh Thi Ca La Việt, Đức Phật Ngài dạy về những gì mà cha mẹ nên làm cho con cái, vợ nên, chồng nên làm cho nhau, rồi thầy trò nên làm cho nhau, rồi bằng hữu nên làm cho nhau, rồi những người chủ và công nhân làm cho nhau, rồi thầy, rồi sa môn và cư sĩ làm cho nhau. Thì thứ gì Ngài Phú Trí Ngài nói là đọc những đoạn đó thì Ngài hoàn toàn tinh thần, chỉ có Đức Phật mới dạy được như vậy. Những điều rất là gãy gọn, rất là chân xác, rất đẹp. Bản Đức Phật là một vị quân vương từ bỏ ngai vàng, lẽ ra thì những cái khiết, những phương diện như vậy đó, nó là một, nó không nằm ở trong suy tưởng của Ngài. Nhưng mà rồi Đức Phật Ngài đã nói lên một cách rất là lợi lạc cho tất cả mọi người. Thì thứ vì những đoạn kinh này cho chúng ta những soi sáng rất là quan trọng. Ví dụ như là có ai hỏi rằng Đức Phật Ngài có nói những lời mà khiến cho người khác mất lòng không? Chúng ta nói Đức Phật là Phật, làm sao Ngài nói lời khác mất lòng? Không phải vậy. Dạ, câu chuyện nó phải nói một, mình phải nói một cách khúc chiết, nói một cách đàng hoàng, một cách rõ ràng cái nào là cái chuẩn mực. Và đọc những đoạn đó thì chúng ta mới thấy rằng chính cái ánh sáng của một bậc đại giác, cái nguồn minh triết muôn thuở đó vẫn còn
được ghi lại trong Tam Tạng Kinh Điển và cho chúng ta những trang kinh thật sự rất là đẹp, rất là lợi ích. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính thiên chư vị giảng sư đã vào rung để hỗ trợ. Kính đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung. Cảm ơn đạo tràng. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung. Kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mạng giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sư ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thầy. Con kính tri ân sư và cảm ơn đạo tràng đã cho những